Chào mừng các bạn đến với video chúng ta cùng nhau tìm hiểu những kiến thức chuyên sâu về thực phẩm bổ sung. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ quay lại những vấn đề cũng tương đối cũ nhưng mà trong cũ có mới. Đó là các bạn ở đây, các bạn có tin rằng bữa ăn tự nhiên với thực phẩm bổ sung cái nào rẻ cái nào? Rất là nhiều cái quan điểm mà cổ hủ mà đặc thù luôn á, cách đây 10 năm tới bây giờ cũng vẫn còn. Đó là thực phẩm bổ sung mắc hơn tô phở của các bạn, mắc hơn bữa ăn tự nhiên. Cái tiêu chuẩn này không có đúng nha mày. Tại vì sao Duy Nguyễn nói không có đúng? Tại vì các bạn ở đây, các bạn vô tình, các bạn cố gắng, các bạn ép cái giá trị bữa ăn của bạn á, nó về những cái nguồn thực phẩm ấy á, nó về những nguồn thực phẩm thấp quá, và nó về những cái tiêu chuẩn món ăn của bạn nó thấp quá. Bạn mua từ chợ hay từ đâu để ra cái giá đó, rồi bạn tính á, là cái giá đó thì thôi khỏi chế biến, xì dầu nước tương đồ, một cục thịt bò để về ăn vô liền là đặt luôn. Và xong bạn ánh xạ và bạn quy ra thực phẩm bổ sung nó sẽ mắc hơn bữa ăn tự nhiên. Các bạn, chuyện này không bao giờ đúng, mà Duy Nguyễn chắc chắn với bạn luôn. Để coi 50 năm sau cái khái niệm nó cũng không bao giờ đúng. Tại sao? Tại vì đơn giản, bạn là nhỏ lẻ thì không có gì mà thể nó rẻ hơn được. Cái đó nó gọi là nó sản xuất đại trà hết, nó sản xuất ra, ví dụ như bây giờ người ta sản xuất ra cái bịch này, thế ra cái bịch này ta sản xuất một lần cả triệu bịch, người ta đẩy một lần luôn. Còn bạn đi ra ngoài kia, bạn gặp bà ba cô tư, bạn mua một cục thịt bò về, bạn rắc xì dầu nước tương vô, bạn áp chảo đồ, xong bạn mua cái trứng mà đập bằng ấp la, giờ bạn tính bằng tóm bằng cộng trừ nhân chia, hoặc bạn phân tích ra thức ăn tự nhiên rẻ hơn. No, nếu mà thức ăn tự nhiên nó rẻ hơn không giờ người ta có cái này mà. Một trong những lý do để thực phẩm bổ sung ra đời á là cái gì? Thứ nhất, rẻ. Thứ hai, tôi nạp đúng cái tôi cần. Cái thứ ba, tôi có thể bổ sung vô chế độ dinh dưỡng ăn kia của tôi. Và cái thứ cuối cùng đó là nó tiện lợi. Đó là những lý do mà thực phẩm bổ sung nó tồn tại, nó ra đời để nó bổ sung vào bữa ăn hàng ngày, cuộc sống hàng ngày chúng ta. Nên vừa rồi cái khái niệm mà nói là thực phẩm bổ sung mà nó mắc hơn đó, nó mắc hơn với bữa ăn tự nhiên các bạn, là cho dù như thế nào chăng nữa cũng không bao giờ đúng. Ở Việt Nam hiện tại nó không đúng, thì ở những nước phát triển nó càng không đúng nữa. Tại vì ở những nước phát triển á, là cái thực phẩm bằng ăn hàng ngày á, nó được rất là nghiêm đó, nó được quản lý, nó được kiểm tra, và nó được ở một cái tầm gọi là nó không có dễ chịu như ở đây đâu các bạn nè, nên giá nó không có rẻ đâu đó. Các bạn có đồng ý là trong thế giới thực phẩm bổ sung á, thì nó có dip và nó có đát, có đi và có đô rất là nhiều đúng không? Bây giờ tôi hỏi các bạn nè, bạn mua một cái loại thực phẩm bổ sung để bạn bỏ vô miệng thì bạn mua vì cái gì? Vì cái gì? Biết tôi thích gì tôi mua cái đó, rồi nói vậy cũng được. Nhưng bây giờ tôi hỏi các bạn nè, một serving dưới một đô các bạn có dám bỏ vô miệng không? Tôi miễn rồi đó, Duy Nguyễn là miễn. Thì tôi hỏi bạn bỏ một cái đồ vô miệng mà phải biết trong đó nó chứa cái gì, và bạn mới biết là cái cách căn bản để làm sao ra được nó, và cái cuối cùng bạn biết là cái nguồn nguyên liệu để nó làm ra cái đó là cái gì. Ủa mà sao có con đô ta? Có con đô bỏ được không mấy em? Anh Duy nói vậy là hơi cao đó. Ở ngoài kia kìa, ở ngoài kia kìa. Nửa đô nó cũng bỏ luôn. Cầm lon nước 12.000 uống vô tự tin không bạn? Vậy mà rất nhiều người uống hăng say mê say. Mới mốt đổ ra đóng bệnh. Quay, tại sao? Xui thôi. Không có xui đâu. Trên đời không có xui. Bạn bị bệnh là tại sao? Nó là hệ quả của cái quá trình lối sống của bạn từ nhỏ tới trưởng thành. Đồng ý không? Thí dụ như giờ không khí ô nhiễm, bạn ở đường đứa mặt như hoài nè. Mặt thì mụn không, rồi mốt đó thì nhờn nhiếc rồi tùm lum tùm lứa thứ, rồi phổi thì viêm này nọ, mốt bệnh tà le, không có tự nhiên mà. Rồi xong mà ăn uống mà không kiểm soát, ăn bậy ăn bạ, mốt ung thư tất cả các thứ đồ, không có tự nhiên đâu, hệ quả nó sẽ đến thôi. Vậy thì quay lại vấn đề, 100g thịt bò nó cho ra khoảng 20g protein cấm cãi, đừng cãi mạnh, cuộc đời của Duy Nguyễn nhỏ gặp nhiều rồi, nó sẽ cãi, nó bảo vệ nè các bạn, cãi đâu có, em đọc sách thấy 30g lận. Mày tin 30g không? Không, không, nó 20g là sai rồi, tới 30g là. Tại sao nó cãi như vậy? Tại vì nó cãi, nó chứng minh rằng thịt bò là rẻ. Bây giờ nếu mà Duy Nguyễn nó làm một lạng thịt bò giờ 10 năm nó không ra chợ thịt bò biết nhiêu ký nữa. Cứ cho là giờ 250 ký đi, ví dụ nha. 250 ký, một lạng phải 25.000 không? Một lạng 25.000 cho 20g đầu tiên đúng không? 25.000 đổi 20g đầu tiên, cái thằng quay kia sau đó có mười mấy ngàn muỗng 25g, đúng không? Và thấy nó có sen không? Vậy thì cái thằng quay của bắp đó có nhiều lý do nó rẻ lắm. Thứ nhất, nó phải là quay. Thứ hai, nó cũng là quay mà nó lạ lắm, đúng không? Thứ ba là nó có gì đó lừa dối chúng ta. Nhưng mà ở đây á, Duy Nguyễn không có nói là cái thằng quay rẻ nó làm từ cái gì, không phải nội dung video này. Nhưng mà nội dung video này á, là cho các bạn biết á, cái gì nó có giá của nó. Đó là những cái giá bình thường. Vậy một muỗng quay nhiêu chơi được? Theo tôi á, một muỗng quay á, thì giờ á, tính ra là phải trên đô mới dám chơi. Tôi nha. Còn ví dụ như các bạn có những cái mát quay sinh viên, quay sinh vũng, quay công nhân, quay rẻ, quay quay gì lum la đó, quay cắm lợn, quay cắm heo gì đó thì không biết. Giờ nhẩm nhẩm coi ISOZ nhiêu ta. ISOZ hình như là 50.000 mỗi ngày. Ừ, đây chơi được rồi. Thấy 50 thấy yên tâm rồi. Đó. Nói vậy không phải là như vậy. Nói vậy tức là không phải là cái nào mắc á là nó tốt. Mình còn phải hiểu nữa, mình phải giải thích được tại sao nó mắc. Nó mắc như thế nào?
thì nó mà là tốt. Và ngày chủ đề ngày hôm nay, Duy Nguyễn đi qua một cái siêu mắc luôn. Siêu mắc là siêu mắc so với chúng ta, so với phần lớn chúng ta, nhưng mà nó là rẻ so với cuộc sống của G7 đó. Bây giờ nói về thực phẩm là chuẩn G7 miễn cãi. Cuộc đời của Duy Nguyễn với thằng G7 làm khó nhập hàng cho nó thôi, chứ chưa ai dám làm khó hàng G7 nhập qua hết. Ok, đúng đúng nhận sai cãi quý vị. Nên thôi bỏ đi những cái tư tưởng mà nói hàng của G7 uống vô hương thận, hàng của G7 uống vô đau gan đồ. Thôi mấy hàng đó cho nó trong hang xuất kiếp. Không phải đối tượng để nghe video mà không phải đối tượng để phản biện, tại đầu óc đâu gì để phản biện. Phần còn lại là Duy Nguyễn sẽ nói về cái này người ta kêu là powder nha. Nó có nhiều cách kêu lắm, nhưng mà cái dòng á, dòng bột á, bây giờ các bạn có hiểu dòng bột kêu là powder, dòng nước á kêu là RTD hoặc là protein shake, nhiều cách gọi lắm, nhưng mà thằng này là Duy gọi RTD nha. RTD là gì? RTD là viết tắt của chữ ready to drink, không phải ready to đẻ nha các bạn. Ready to đẻ là mindset, còn RTD viết tắt của chữ ready to drink, tức là nói những sản phẩm uống liền, không cần nghĩ ngợi gì cả, cứ mua về uống liền. Và nó được sản xuất theo quy trình: thứ nhất vô trùng, thứ hai không chất bảo quản. Cái chuyện vô trùng là phần lớn có, còn cái chuyện không chất bảo quản hên xui. Nhưng mà sản phẩm của Duy cầm trên tay là vô trùng và không chất bảo quản, mà nó được đóng gói trong chai nhựa hoặc hộp giấy, xài duy nhất một lần rồi dứt nó. Và cái loại đóng gói đó nó tương thích với bộ lọ sử dụng chúng ta luôn, thì đó là định nghĩa căn bản về RTD. Đây, trong đây là cái thùng, trong thùng này nó có 12 lon. Vậy thì một lon của nó kêu là một RTD, và sản phẩm này có tên là Lean Body Ready to Drink nè, Protein Shake. Còn cái loại dây bột uống bình thường đó là powder. Đó là nghĩa ngắn gọn vậy thôi nha các bạn. Một thùng này 1 triệu mấy đó. Thấy chịu chơi chưa? Damn. Thằng biết phải mắc chứ. Thằng này mắc không? Thằng này mắc rồi đó. Thằng này mắc, thằng này mắc hơn. Thằng này mắc hơn thằng này 37%. Hai thằng này tương đương. Thành phần căn bản là như nhau, nhưng mà thằng này mắc hơn thằng này 37%. Và nội dung của video ngày hôm nay, Duy Nguyễn sẽ giải thích tại sao nó mắc hơn 37% và nó mắc hơn 37% có đáng hay không đáng. Các bạn swimmer mà trên tay có được cái này là thấy cũng có trình lắm rồi đó, cũng có kiến thức và cũng biết chơi lắm rồi đó, còn huống hồ gì bây giờ ra cái này. Nhưng mà từ khi có cái này rồi, Duy Nguyễn không xài cái này. Khi mà hết cái này thì Duy Nguyễn sẽ xài cái này, mà cái này chắc chắn nó không thiếu trong ngày của Duy Nguyễn rồi nha. Vậy thì giờ các bạn nói là cái này nhiều quá. Giờ cái này là Milk Replacement. Milk Replacement Lemon là một cái thực phẩm bổ sung, nó đẳng cấp cao hơn rất nhiều so với whey protein. Whey protein bạn chỉ có thể dùng trong lúc nào, lúc sau tập và lúc nào thiếu protein thôi. Nhưng mà cái thằng Milk Replacement bạn có thể dùng hết tất cả thời điểm luôn, thời điểm nào cũng được hết. Đó là giá trị của nó, luôn mắc hơn thằng whey protein. Và trong tất cả các loại protein, whey là rẻ nhất. Rau whey là rẻ nhất. Nên các bạn đừng có tự dỗ ngực xưng tên, tao whey là tao ngon rồi, chưa ngon đâu. Mới đủ căn bản thôi. Mà quan trọng là whey gì bạn uống nữa. Whey 1 đô một liều hay là whey 1 đô rưỡi một liều, whey hay whey 2 đô một liều. Đó. Nếu mà các bạn tín đồ của Thành Online thì bạn không xa lạ gì với sản phẩm Lean Body. Và sản phẩm Lean Body này là sản phẩm gọi là giống như backbone của Lazada. Lazada là dồn tất cả tinh hoa tinh túy, những cái gì gọi là quality nhất vô cái sản phẩm Lean Body như vậy. Và thông báo cho bạn là bên Mỹ Lazada cái này có mặt ở hầu hết là khắp mọi nơi. Hầu hết thôi, khắp mọi nơi. Và một năm thì đẩy khoảng chừng 2-3 triệu thùng. Đó là thức uống rất là quen thuộc cho những bạn swimmer, không phải swimmer, người bình thường của anh luôn. Tại vì thấy bữa ăn nó rất là tiện lợi. Nhưng mà khi mà cầm về Việt Nam mình á, thì nó là một cái gì đó nó xa xỉ. Nó xa xỉ không phải là nó mắc, mà nó xa xỉ là nó vượt tầm cái mindset chúng ta. Sau đó là vượt tầm cái pocket chúng ta. Cái pocket là cái ví tiền, cái túi tiền đó bạn. Bạn đi nhậu một bữa, bạn vô thùng can này nọ kia, bạn không tiếc tiền. Nhưng mà một lon này làm cho bạn thốn, thì đó là mindset. Bạn đi resort, bạn đi mạc, đúng không? Bạn khoe bạn là ông này bà nọ, bạn khoe là bạn có bồ nhí này nọ kia ở chung cư này chung cư nọ, nhưng mà nhìn vô cái bữa ăn của các bạn nó không phản ánh được đúng cái mindset và đẳng cấp của các bạn nha. Bây giờ Duy Nguyễn sẽ đi qua những lý do tại sao này mắc hơn dạng nước. RTD dạng nước luôn là top của top, là đỉnh của top. Nó mắc hơn tất cả sản phẩm còn lại. Cái giá trị đầu tiên á, nó mắc hơn là gì, là nó không phải nó làm bằng tay mà nó làm bằng một cái nhà máy. Mà cái nhà máy mà để sản xuất là dạng nước nó khó hơn cái nhà máy sản xuất là dạng bột nhiều. Bạn hiểu không? Phải nhà máy nào cũng như nhà máy đấy nha bạn. Nó tức là cái nhà máy mà được sản xuất ra cái dạng nước này nó phải được đầu tư nhiều hơn, nó phải được kiểm tra nghiêm ngặt hơn về tiêu chuẩn, về thành phần, về tất cả thứ. Và cái nhà máy đó nó phải là vô trùng. Thấy người ta chữ vô trùng là thấy ghê chưa? Và cái nước ở trong này nè là được cái máy nó pha luôn. Nó pha bằng một cái công thức rất là good. Nói chung nó pha tốt lắm. Còn cái này thì bạn tưởng tượng đi. Đổ vô đây pha bạc như vậy. Cái tay bạn nhiêu tiền, cái dàn máy kia nhiêu tiền. Bạn có tự tin rằng cái tay bạn pha tốt hơn cái này không? Chúc tôi chứng minh cho bạn thấy luôn.
tôi là người thuộc dạng lắc cũng hơi dữ rồi đó. Đó. Nhưng mà tôi sẽ chứng minh cho bạn là cái máy rất là tuyệt vời. Thì khi mà nó pha như vậy nó sẽ tạo sự ổn định của sản phẩm. Thứ nhất là chất lượng của thằng này chắc chắn sẽ có tốt, thằng này pha trong đây chắc chắn luôn. Cho dù bạn là xem nguồn, tức là cùng dùng nguồn đó. Và cái thứ hai là cái mùi nó đã lắm. Còn cái mùi này á là nó phụ thuộc vào cái lượng nước bạn đổ vô nhiều ít, bạn lắc mạnh lắc nhẹ, đóng cục trên đóng cục dưới, lạng qua lạng lại, bọt bay từ lưa, hiểu chưa? Và cái giá trị thứ hai là cái giá trị sự cơ động và tiện lợi. Cho dù bạn là gymer, bác sĩ, kỹ sư, hay là bạn nhân viên văn phòng, hay là bạn người thể thao, cho dù bạn đang trong lớp học, hay là bạn đang đi du lịch, hay là bạn đang gì đó, bạn vẫn có thể xài này. Nó tiện dụng và nó cơ động hơn rất là nhiều. Chỉ cần bạn mở này ra thôi, bạn uống xong đóng nắp lại quăng. Nhưng mà câu chuyện ngược lại, thằng kia không được như vậy. Thằng kia đúng không, bạn vô trong công ty bạn xin nước người ta không có nước thì bạn phải mua chai nước suối 5.000, bạn đổ vô, bạn phải dục chai nước suối, bạn lắc, bạn uống xong nó không ngon bằng cái này đã chớ, đúng không? Mà xong rồi bạn phải đi rửa cái bình, mà cái bình lắc bạn rửa tới rửa lui lâu ngày nó bị hôi. Nói chung là nó tốn công tốn sức làm bằng một mình rồi đó, đúng không? Nên cái sản phẩm Atri nó cái giá trị và sự cơ động rất là tốt. Bạn lên xe mà chừng quăng lông lóc trong xe hơi bạn 2-3 chiếc ba lon gì đó, bạn để bạn cũng không cần bảo quản tủ lạnh luôn, tại vì cái sản phẩm này nó đã được mix trong một điều kiện phòng thường và cái nước ở trong nó luôn là mát nha. Đó là cái giá trị thứ hai của sản phẩm. Và tiếp tục cái giá trị thứ ba của nó là cái gì? Cái nguồn của thằng protein trong này nè, nó cao cấp hơn nguồn protein trong này, và nó còn được bảo quản trong môi trường gọi là lại trong cái quy trình sản xuất nó là gì, vô trùng, và trong đây không hề có chất bảo quản. Tại cái sản phẩm này nó là đỉnh của shop, nằm ở top, nên nó phải đạt hết tất cả những cái requirement của G7, đúng không? Nếu mà giờ một sản phẩm mà nó có chất bảo quản mà đứng cạnh một sản phẩm không có chất bảo quản thì đương nhiên cái thằng sản phẩm có chất bảo quản thì nó vẫn có một cái gì đó, nó làm cho những khách hàng khó tính, người ta cảm thấy người ta không an tâm về sức khỏe người ta, tức là cái chất bảo quản cũng cần phải nạp vô, còn thằng này không có nên tạo cho người ta cảm giác yên tâm hơn. Tại vì nó vô trùng và nó không chất bảo quản nên cái sản phẩm trong đây nó không bị biến tính và nó ổn định lâu dài. Còn thằng kia hên xui, nó nên những cái vấn đề đó nó làm cho cái sản phẩm này nó thuộc dạng đỉnh của shop, nên giá thằng này nó mắc hơn giá thằng này khoảng 37%, tức là Duy Nguyễn tính rồi 37%. Cái lon này các bạn mua lẻ là phải 100-120 gì đó, còn cái gói là mấy chục, nó gói này mấy chục. Bây giờ bạn nói là cái mindset của mình đó, bỏ mấy chục ngàn ra cho một bữa ăn, kêu trời thôi đừng kêu nữa, đó là do mình thấp quá, mình chưa đạt cái chuẩn trung bình của thế giới. Thấp quá thì các bạn kêu đó là chuyện của cá nhân các bạn thôi, chứ thế giới nó không binh được mình, đúng không? Thế giới tại bạn không có lý để người ta binh đó. Còn cái này thì nó cũng tương đối nó rẻ, nên ở bên Mỹ người ta không chuộng này lắm, tại này nó phiền. Tức là ví dụ như bạn mua về nhà bạn để tối ở nhà đó, tức là bạn đang nằm ở nhà thì ok, thì may ra rồi tối pha cho con miếng rồi nó uống rồi xong xúc bình đồ đó. Nhưng mà cái này rất là tiện, hầu hết tất cả những phòng gym bên Mỹ, hầu hết nha, Duy Nguyễn đi đều đó, cái Atri là cái chủ lực, mà đó cũng là cái ước mơ gọi là đau nhói trong tim một cuộc đời của tôi. Ở thành phố Hồ Chí Minh tôi có tứ trụ, mà tôi chỉ mốt cái nguyện vọng nhỏ nhỏ thôi, trong tứ trụ của mình nó chỉ có tứ cái tủ lạnh, mà trong tứ tủ lạnh của mình thì bỏ ra cái này bán, bỏ cái này và những cái Atri khác để bán. Nhưng mà ước mơ đó nó khó thành sự thật, nó khó thành, ít ra trong giai đoạn hiện nay, tại cái sức chịu đựng của người tiêu dùng nó không cao. Nên cái bạn nào mà xài được thằng này á, thứ nhất cái mindset cao, và thứ hai là kinh tế nó cũng ổn chút xíu. Chờ hấp miếng bạn ơi, chờ hấp miếng đừng quay má ơi, má tụi bay dựng mấy video mà chờ hấp miếng tụi bay quay thôi, hút còn rột đúng không? Tụi bay lầy thế chứ. Rồi giá trị tiếp theo mà thằng Lean Body nó có, mà thằng MRB nó không có, đó là cái gì? Hấp thu nhanh. Hấp thu nhanh là giữa hai thằng so sánh với nhau nha. Hai thằng so sánh với nhau nè. Chứ không phải ông tôi nói vậy mấy ông hiểu, nó hấp thu nhanh thằng này hấp thu nhanh, thằng này hấp thu như thằng kia hấp thu chậm, hay là cái thằng khác hấp thu chậm, không phải. Tức là giữa hai thằng này nó rất là giống nhau, nó không giống như khác nhau gì cả, thành phần cũng na ná, bù trừ qua lại hơn thua đâu cũng như nhau thôi à. Nhưng mà thằng này nó hấp thu nhanh hơn. Tại sao? Tại vì cái dây chuyền xuống nó chuẩn hơn, nó mix, tức là nó trộn, nó hòa tan hồi nãy đó, cái vấn đề nãy đó nó làm cho sản phẩm này nó hấp thu nhanh hơn. Ví dụ như này hấp thu 90% thì này phải là 95-97%. Và trong cái quá trình hấp thu, thằng này nó không gây ra những cảm giác khó chịu về hệ tiêu hóa. Đó là một giá trị rất tuyệt vời. Còn thằng này thì đương nhiên cũng rất là good, nhưng mà lâu lâu hên xui nó kỵ hệ nữa. Ví dụ như có người bị, có người không bị. Bị đây là cái gì? Tức là những cái tác dụng của powder nó mang lại á, là cái hệ tiêu hóa của mình nó sẽ không hấp thu được hết tất cả những chất nằm trong này, nhưng mà nó vẫn hơn cục thịt bạn ăn vô, ok. Cái cục thịt bạn ăn vô là thôi, cái đó là không bàn, thực phẩm bổ sung lúc nào nó hấp thu cũng đỉnh hơn cục thịt rất là nhiều lần. Vậy những tác dụng khó chịu là gì? Đầy bụng, nó khác no lâu nha.
đầy bụng á, lạ bụng lúc nào nó cũng nhìn cảm giác nó đầy trương trương lên gì á, lâu lâu hơi nó thoát ra đó. Mà cảm giác hơi nó thoát ra là người ta xa lắm mình đó. Thằng này thì nô nha. Nên nói về cái sự hấp thu nhanh và hấp thu tốt, thằng này nó tốt hơn. Đó cũng là một cái giá trị của nó. Và cái giá trị cuối cùng của nó mà đáng nhắc thôi, còn mấy thằng kia thì không đáng nhắc, nhắc nhiều nó loãng. Giá trị cuối cùng của nó là thằng này calo thấp hơn, tổng thể dinh dưỡng như nhau mà thằng này calo thấp hơn. Thằng này calo thấp hơn thằng này, nên thằng này á là nó được ưu tiên cho những cái người nào mà đang ăn kiêng rồi đó, rồi xong rồi bỏ trong bất kỳ một cái chế độ dinh dưỡng gì nó cũng được hết á. Còn thằng này calo cao hơn xíu. Điển hình thằng này là tới 325 calo, nhưng mà thằng này ngược lại có 270 thôi, nó thấp hơn khoảng 60 nha. Nó thấp hơn là tại vì sao nó thấp hơn? Tại trong này nó là không đường, trong này nó là fat rất là thấp và carbohydrate rất là thấp, mà trong này nó có nhiều xơ này nọ kia, nó sẽ giúp cho cơ thể của bạn tiêu hóa và nó giúp cho no lâu, đỡ cảm giác thèm ăn. Cái đỡ cảm giác thèm ăn cả hai thằng nào cũng có nha các bạn, nên nói lại thôi, đỡ cảm giác thèm ăn thì hai thằng nào cũng có. Nó làm cho bạn đỡ ăn tạp, mà đỡ ăn tạp thì nó làm cho mình đỡ mập bậy, đỡ mập bậy thì nó làm cho mình tiết kiệm hơn. Bởi vậy cuộc sống này á, chúng ta xài nhiều xài ít đó là do chúng ta thôi. Cái cách mà đốt mỡ tốt nhất là gì? Tăng BMA lên. Còn Tú thì nó không tăng BMA lên, tập nhiều. Nó tập nhiều nó mệt, nó uống nhiều xong ăn nhiều. Đó, nó đâm ra nó tốn tiền nhiều. Còn ví dụ người ta BMA người ta cao lên thì người ta sẽ đỡ được những chi phí kia. Mà để cho BMA cao lên thì phải dinh dưỡng, nó phải healthy. Healthy thì phải biết mấy thằng này. Đúng không? Chứ không phải ăn thịt kho tàu, đã bún riêu, bánh canh gì đó, healthy, chả heo chỗ nào cả. Nó chỉ có heo nhưng mà không có thì. Nha các bạn. Tức là thông qua cái bài nói chuyện ngày hôm nay thì bạn sẽ hiểu được artery. Thằng artery nào cũng như artery thôi. Nhưng mà thằng artery này nó là lean body. Còn có những thằng artery khác trên thị trường, có thể nó là pre-workout, có thể nó là energy, có thể nó là protein. Rất nhiều loại artery, nhưng mà phạm vi của Duy Nguyễn nói về artery của lean body. Và có một cái thằng founder tương đương để so sánh luôn. Còn những cái energy, những cái artery kia nó không có thằng tương đương để so sánh, nên nó so sánh nó sẽ hơi khập khiễng, nó không khách quan trong câu chuyện. Bổ sung thêm cho thằng này là protein, trong này là meal protein isolate. Nó cao cấp nhất luôn, nó cao cấp nhất trong những cái tiêu chuẩn về meal protein isolate. Meal protein isolate là cái tên gọi thôi. Còn cái chất lượng của cái dòng protein nó nằm ở mức nào thì nó có class C, class B, class A. Thằng này A+, thằng này A+, thằng này A nha. Và nó không có chứa gluten, cũng như là nó không có chứa lacto. Nên các bạn rất yên tâm nha. Bây giờ Duy Nguyễn sẽ thực hiện một bài test cho các bạn. Trong này nó mix rồi, khỏi còn để gì cả. Còn này nè, chưa mix. Tú lấy bình cho thầy Tú. Đây. Lâu quá không xé bịch này ta. Bình Mỹ một năm 2 triệu tới 2 tới 3 triệu thùng. Dạ bột phải không ha. Bạn cầm này bằng pha giống tôi vậy thôi à. Ý chừng tôi có nước sẵn rồi đó, Tú lấy nước cho tôi đó. Còn các bạn hả? Ví dụ này mới uống cà phê đi, xong rồi đi rửa cái bình xong rồi đi mua chai nước, xong rồi mở chai nước ra, xong mở bình lắc ra đổ chai nước vô, xong rồi tới đổ bột. Xong rồi cái này nó bay lên trong xe, nên giá trị của ACD nó là top rồi. Tôi pha được cực quá trời luôn ha. Nên từ hồi có cái này không chơi cái này. Rồi mình lắc cho bạn coi nè. Duy Nguyễn lắc cũng thuộc dạng số má chứ không phải giỡn đâu nha. Đó, xuống đi con, kết tổ đi con. Nè không, nó khó tan lắm, không giỡn đâu. Thằng này nó thuộc dạng rồi đó. Không. Rồi, không biết các bạn mắt thường mà nhìn thấy không nè. Nó tan. Nhưng mà trong đây nó có bột. Tức là nó có những phân tử bột li ti nằm trong mình lắc chứ mà nó tan thôi. Không phải nó mix là toàn là nước không. Còn thằng kia nó mix toàn là nước không, nó khác rồi. Nên đừng có giỡn với mấy thằng RTD. Rồi Tú ra lấy cái lon ly cho người ta, lon ly Tú. Rồi xong anh cho mấy bình này luôn rồi Tú. Đây. Đây. Rồi, máy nào qua đẹp đâu chỉnh vô. Nào, rồi nhìn nha. Rồi, chưa? Quay nước đổ xuống nè. Thấy chưa? Có bọt tí. Nói chung là Duy Nguyễn pha cũng bệnh rồi, nhưng mà bạn trong cái dòng chảy liên tục đó, nó là cái gì? Nó là hạt. Tức là hạt nó tan trong này. Nè rồi Tú quay cận vô cho bạn thấy nè, nó có trong này nó là hạt nữa không? Nó những hạt li ti nó tan trong nước chứ không phải là nó hoàn toàn trong nước, nó khác. Nên đi khi đi vô cơ thể của bạn, những powder chắc chắn là nó không bao giờ đó hấp thu nhanh, tốt và toàn diện bằng những ATD nha. Nên những thằng này uống đi Tú. Tặng em mà. Rồi đây uống đi. Ra đây uống đàng hoàng cho tao biết mặt chứ không kêu tên hoài. Rồi xong rồi là cho Tú bình này luôn nha. Nhờ nó coi phim nó cho nó uống đồ bạn. Sao ngon mát đi không? Này ngon. Đấy, vậy tuyệt vời thầy. Đương nhiên tuyệt vời rồi. Ăn 90 ngàn gói để gì em? Đúng như là thầy nói. Thì thầy nói rồi. Tức là cái powder đó nó tan là do cái hạt nó nhỏ, nó chìm, nó lẫn ở trong nước.
Thấy không? Nên mình nhìn mình nó hòa tan của powder đó là như vậy. Chứ không phải là hòa tan của powder nó khác ra thì đi. Nên cái giá trị hòa tan và dinh dưỡng, chất lượng và dinh dưỡng nó luôn nằm ở trong top. Còn RTD là cái đó là phải nói đầu tiên. Tới sự tiện lợi và tới chất lượng đầu tiên rồi xong rồi tới những cái khác. Rồi bây giờ là cho các bạn coi cái này. Tất nhiên là nó phải khác nhau rồi. Rồi đây. Đầu tiên mình khui nha. Nè không? Nắp này vặn bạch. 1, 2, 3 rồi gãy rồi đó. Nó gãy dắt ở trong rồi đó. Đó. Rồi không cần phải lắc tiếp gì cả. Cái này không. Cái này máy xịn pha mà. Rồi nhìn nè. Nhìn đổ xuống nó tan hoàn toàn không có bột. Không có miếng bột nào hết. Thấy chưa? Thơm liền luôn. Ở đây thơm rồi đó. Hồi nãy Dương Nguyễn rót kia ra không thấy thơm nha các bạn. Cái mùi là thơm liền, tức là đổ ra thấy thơm. Tức là cái mùi rất là ngon. Cái mùi rất là ngon, hòa tan rất là ngon. Và khi các bạn uống cái gì mà nó thuộc dạng nó đỉnh của shop top mà nó ngon vậy đó, bạn cũng hứng thú hơn. Tú lên đúng không Tú? Đó. Đó. Quay phim số hợp. Thơm không? Khoan, phai thơm không? Đừng có hửi. Ở đây nè, là em đang hửi là thơm rồi. Rồi cầm đi, đó. Thử coi nó khác nãy không? Đứng đây cho tao nhìn nó trốn gì? Cái nước rất là mịn luôn. Ừ. Nó không có hạt. Ở trong đó nó không có miếng hạt đó. Ủa, bắt đầu ngon, uống ghê mày. Trời ơi. Ngon. Hồi nãy là ngon rồi, này ngon hơn đúng không? Đá nó tìm bắt gạo không? Chỉ có cái là mindset không tới chứ nó tìm không có thôi đúng không? Mấy cái cò thôi. Nó tự nhiên dân Mỹ nó uống rồi, uống như cơm bữa. Mình qua đây sao suy nghĩ nhiều vậy ta? Muốn để dành quá thầy ơi. Ngon quá không ngựa. Ngon gì luôn có được mà, này có 100 mấy ngàn lon à. Trời ơi, uống cho má ơi. Được không? Mày uống ghê quá mày ơi. Mày uống mày giữ nếp, giữ ý tứ rồi uống kinh vậy. Để dành uống xong mới quay. Mày đi. Không tự nhiên mà nó mắc. Nó mắc đó là có lý do của nó. Khi chúng ta hiểu được lý do của nó, các bạn không có tiền mua thì các bạn cũng tăng được cái mindset của mình. Đúng không? Thông qua video này có thể là quảng cáo mà có thể nó không quảng cáo. Các bạn có tiền thì bạn mua, ok, good. Các bạn không có tiền mua, bạn chưa mua được thì bạn hiểu được trên đời nó có RTD là gì. Và ông Duy Nguyễn là người nghiên cứu sâu về RTD để nói cho các bạn nghe. Tôi phải nghiên cứu mấy ngày mới đêm mới ra được cái này đó bạn, chứ không giỡn đâu nha. Rồi, bây giờ mình nói về cá nhân của con RTD Lean Body này. Lapada tự tin và ngạo nghễ nói rằng đời tôi sống giờ là một. Tôi sống cho thế hệ mai sau. Hầu như mấy nhà giàu bên Mỹ nào nó cũng vậy nữa. Rồi, tại sao nói vậy? Cái này nó không phải bằng nhựa, cái hộp á. Cái hộp không phải bằng nhựa mà cái hộp này bằng giấy. Mà giấy này không phải là giấy thường. Mà giấy này nó đạt tiêu chuẩn là FSC. Đó là cái tiêu chuẩn đó là gì? Tức là người ta làm loại giấy này nè. Nó phải được trồng những loại cây á mà nó tái tạo. Chứ không phải loại cây chặt cái chết luôn. Đó, và những loại cây tái tạo đó rồi người ta sản xuất ra những cái loại giấy này và những loại giấy này được tái tạo sử dụng, nó recycle. À, cái tiếp theo nữa đó là cái nắp này á được làm từ mía. Cái bài viết ở trên website Lapada có đó, bạn coi đi. Công nghệ Mỹ nhưng mà đến từ một đất nước rất nghèo. Vậy thôi, nói tóm lại và uống này là bằng giúp cho những người trẻ em dùng sâu, dùng xa, dùng cao, dùng một chữ nước khác hay nước mình nha bạn. Nước khác. Đúng không? Có công ăn chuyện làm tạo ra được cái này kia cho giá trị của họ nên tạo cho thế hệ tương lai đó bạn. Chứ Mỹ nào làm này? Đúng không? Còn Mỹ là cái thằng mà nó xách công nghệ đi khắp thế giới để tới những cái nước đó nó làm. Thì ở những nước nghèo đó nó có cây này cây kia rồi giờ làm theo quy chuẩn của Mỹ. Ừ, mày trồng cây này vậy làm vậy xuất qua nước tao, xuất qua G7 bạn tao, Nhật anh em tao, Đức đâu đó. Đó là cái điều cuối cùng mà Duy Nguyễn thấy nó khá đặc biệt, tại vì có những sản phẩm RTD khác nó bỏ trong cái nhựa plastic bình thường mà. Ồ, cái nhựa thôi cái nhựa đó tàn phá môi trường kinh luôn các bạn. Nên tất cả mọi thứ bây giờ đó là những nước phát triển đó, người ta phải ưu tiên thân thiện môi trường, ưu tiên loại bỏ đi những cái thành phần mà nó gây nguy hại và nó giống như là nó tận diệt thiên nhiên để nó làm ra sản phẩm. Cái đó là cái điều tối kỵ. Nó để cho sao mình đừng có tàn phá thiên nhiên, mình đừng có tận diệt thiên nhiên, mình đừng có móc đồ dưới đất lên mình phá nhiều quá, để cho sau này con cái nó còn có cái nó móc, để sau này con cái nó còn biết trái đất này nó có những cái gì, chứ đừng có để cho thế hệ con cháu chúng ta sau này nó chỉ biết được trái đất qua sách vở của cha ông thôi. Nó nói là trái đất nó có độ màu mỡ phì nhiêu, giờ đất là toàn đất chết không, dòng sông sạch đẹp, nó chỉ còn trên Photoshop đồ này nọ kia, xong thực tế kinh nhà em đang thu vậy đó. Đó là điều mà Duy Nguyễn cũng khá thú vị khi mà nghe cái câu chuyện về Lapada sản xuất cái hộp này. Thì ở đoạn cuối video Duy Nguyễn chỉ nói riêng cái hộp này thôi nha. Và cái hộp này thì Tú cứ quay thoải mái rồi nè, có hết nè, lên sợp thoải mái nè, Tetra Pak nè, A móc A cộng đồ nè, quá trời quá đất. Rồi, bye các bạn, hy vọng video này giúp cho bạn kiến thức biết được RTD là gì và tại sao RTD ra mắt như vậy, và RTD nó hơn Power ở chỗ nào.